Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn sửa TV TCL hay còn gọi là TCL các bạn. Model của TV là L40S4900. Hiện tượng của TV là khi mình cắm điện vào, mình mở thì TV sẽ chớp lên một cái rất nhanh rồi tắt nha các bạn. Và bây giờ mình cắm điện vào, mình thử bấm cho các bạn xem nha. Đó, nó chớp lên một cái rất nhanh rồi nó tắt. Giờ mình bấm lại thử một cái nữa cho các bạn xem. Rồi, bây giờ mình bấm thử các bạn xem nha. Rồi, bây giờ mình mở nắp TV ra nha các bạn. Bên trong máy cũng rất là ngắn gọn các bạn. Có một bo một nha các bạn. Bo nguồn, rồi xử lý rồi chung hết luôn các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái bộ rắc cắm này ra các bạn. Của loa và cái phần nút phần trước á. Cái ban này là nó bị mở lên cái nó tắt liền rất nhanh nha các bạn. Lúc đầu mình nghĩ là nó bị hư led nha các bạn. Mình đã mở ra và kiểm tra led thì led bình thường nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra cái nguồn của cái TV này nha các bạn. Trước tiên mình sẽ đo mấy con diode xem nó có bị chập không nha các bạn. Mình đo nguội nha các bạn. Phát hiện là con diode này nó bị thông nha các bạn, có nghĩa là nó lên hết kim á, nó bị thông nhau á. Mình đo ngược kim lại thì nó cũng vẫn lên hết kim nha các bạn, hai đầu đều lên hết. Theo mình cảm nhận đoán là nó hư con diode này các bạn. Rồi, bây giờ mình gỡ luôn cái dây cắm lên màn hình này ra các bạn nha. Rồi, cái dây cắm nguồn nè. Rồi dây này dây lên cái dàn đèn led nè các bạn. Rồi mình sẽ mở ốc ra. Rồi, mình sẽ gỡ biến mạch ra nha các bạn. Đây là con diode hồi nãy mình đo nó bị hư nè các bạn. Mình đo ở trong mạch nó là nó bị thông nhau. Và để dắt ăn mình sẽ gỡ nó ra luôn bên ngoài mình đo nha các bạn. Bây giờ mình đo thử lại coi nó có đúng không nha các bạn. Đây là chiều thuận nè các bạn. Nó cũng lên. Bây giờ mình sẽ đo ngược lại. Nó cũng lên luôn các bạn. Vậy là nó đã hư các bạn.
Rồi, bây giờ mình sẽ gỡ nó ra ngoài nha các bạn, để mình đo cho nó chắc ăn. Rồi, cái này bạn chỉ cần chấm chì cho nó chảy ra rồi mình rút nó ra thôi các bạn. Mình gỡ ra rồi, bây giờ mình đo thử lại các bạn nha. Đó, đây là chiều thuận nữa các bạn, nó cũng lên luôn. Rồi mình đo chiều ngược lại, cũng lên luôn. Vậy là con diode này nó đã bị hư rồi các bạn. Như vậy mình đã lấy thêm một con diode khác, cũng tương đương với nó nha các bạn. Con diode này có thể các bạn gỡ trong mấy cái mạch TV cũ đó các bạn. Đó, chiều nghịch là con diode mới này không lên nè các bạn. Thì chiều này nó lên một số ít của ohm ra là nó đúng. Vậy là mình đo nguội là mình đã phát hiện ra con diode này hư rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp con diode này lại các bạn nha. Để lắp con diode này các bạn phải hút cái chân chì cho nó trống ra nha các bạn. Có cái lỗ mình mới gắn con diode này vô được. Mình đã hút lỗ chân chì nó trống ra rồi nè các bạn. Đó, nó sạch chì, nó có cái lỗ trống á. Rồi bây giờ mình sẽ gắn các con diode vào. Các bạn gắn đúng chiều đó nha. Rồi, bây giờ mình sẽ hàn nó vào nha các bạn. Sẵn mình chấm luôn mấy cái chân chì xung quanh đó, mình thấy nó cũng bị hở rám rám ra các bạn, lâu ngày á, mình chấm lại luôn. Khi hàn xong các bạn lấy một miếng xăng các bạn rửa cho nó sạch đi nha. Rồi bây giờ mình đo kiểm tra lại một lần nữa thử xem nha các bạn. Rồi, chiều thuận nó lên một ít ohm như vậy là được rồi các bạn. Rồi chiều nghịch lại nó không lên nha các bạn. Và bây giờ mình lắp vào nha các bạn.
cắm cái dây cáp lên màn hình, các bạn cũng phải cẩn thận nha. Các bạn phải để đều, các bạn ấn vào. Bây giờ mình sẽ cắm cái cắm này vào các bạn. Cắm này của dây loa với lại của cái nút bấm với cái đèn trước các bạn. Rồi, bây giờ mình lại nắp bắt ốc lại nha các bạn. Như vậy là mình đã lắp cái vỏ xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào mở lên thử các bạn nha. Mình cắm điện thì cái đèn này nó sáng đấy các bạn, đèn nguồn á. Rồi nó tắt là chuẩn bị nó lên đó. Rồi vậy là TV đã chạy rồi đó các bạn. Rồi lúc đầu là nó chỉ chạy lên một cái là nó tắt liền nha các bạn. Còn bây giờ là nó đã khởi động lên, nó đang chạy rồi các bạn. Rồi mình sẽ cắm đầu tín hiệu vào nha các bạn. Như vậy là cái tivi mình sửa đã chạy rồi các bạn. Hình ảnh cũng rất là đẹp. Như vậy là mình đã sửa thành công TV TCL 40 inch bị ban mở lên tắt liền nha các bạn. Và bây giờ TV đã chạy ổn định và mình đã sửa hoàn thành tốt đẹp. Video của mình đến đây đã kết thúc. Mến chào các bạn.